Một Phật tử nữa hỏi: con xin kính bạch Thầy, được Thầy cho phép chúng con được nêu những điều chưa hiểu ở đời sống hàng ngày. Con xin được phép thỉnh Thầy, mong Thầy giảng cho chúng con rõ ạ. Một, phong tục cổ xưa cúng 3 ngày cho người đã khuất. Nhưng có trường hợp con cháu ở xa chưa về kịp nên phải gửi nhà lạnh, nên con cháu vẫn cúng 3 ngày khi chưa mai táng. Như thế có đúng không ạ? Đúng. Người ta tính từ khi mất, cho dù ở trong nhà táng ở đâu đó thì chúng ta cũng phải cúng cơm cho đến 49 ngày. Đấy là theo cái văn hóa, cái tục lệ của Việt Nam chúng ta, truyền nó từ mấy nghìn năm nay rồi. Mà ở trong đạo Phật á, trong luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ giảng giải cũng có nói rằng con người chúng ta, những người làm việc cực thiện đó, thì ngay sau khi mất là thần thức được sinh về cõi lành, cõi Phật, cõi trời rồi thì không nói làm gì. Những người làm việc cực ác thì đọa trong đường địa ngục rồi thì cũng chẳng nói làm gì. Nhưng còn cái trường hợp mà gì, thiện ác chưa phân, tức là trong cuộc sống chúng ta việc thiện, việc ác đều làm cả, thì cái thần thức của chúng ta vãng sinh Tây Phương chưa được, sinh cõi trời cũng chưa thấy, mà đọa địa ngục cũng chưa phải. Cho nên cái giai đoạn đó, cái giai đoạn thần thức nó vẫn còn ở xung quanh, ở gần gì, cái thân thể ở trong nhà của họ, hoặc ở cái nơi mà họ mất, đi đi lại lại. Ví dụ người tai nạn giao thông thì lúc thì nó ở đấy, lúc thì họ lại về nhà, khởi niệm về nhà, họ lại về nhà, về nhà không thấy thân thể đâu. Người ta muốn nói chuyện với người thân nhưng người thân gì chẳng thấy họ, cho nên người thân không nói chuyện được với họ. Họ muốn ôm chầm lấy người thân để biểu thì cái tình cảm, tình yêu thương, nhưng cũng chẳng được. Cho nên lúc đó là họ lại lo lắng, lại trở về cái nơi họ mất đó, vân vân chẳng hạn. Đó. Đến đó thì cái thân thể lại bị khiêng mất đi rồi. Tai nạn giao thông chết ngoài đường, họ khiêng đi chứ hay họ để lâu mãi đấy đâu. Cho vào nhà xác rồi là đi tìm. Đó. Theo cái duyên, cái nghiệp để tìm đến nhà xác, thấy thân thể mình ở trong cái quan tài hoặc ở trong cái hộp lạnh ở trong đó rồi, thì cứ đi ra đi vào trong đó. Cái trường hợp này là trường hợp là thiện ác chưa phân. Thì người thân á, quan niệm của các cụ chúng ta, người thân lúc đó phải làm thiện để mà hồi hướng cho họ. Đến bữa ăn là phải gì ạ? Cho họ ăn, cúng cho họ ăn, ăn gì thì cúng đấy. Ăn cơm cúng cơm, ăn bún cúng bún, ăn bánh cúng bánh, vân vân. Thậm chí là gì? Là những cái gia đình mà ngày xưa người ta nói nên cái chỗ mà cái người đó thường ngồi ăn trong gia đình á, phải nên để nguyên cái chỗ đó, lấy một cái bát, một đôi đũa để không ở đấy cho họ. Đấy, thế đấy. Đây là ngày xưa trong vòng 49 ngày. Ngày xưa là như thế đấy các quý vị. Cả nhà 4-5 người cùng ăn cơm. Cái chỗ mà cái người mất cái hay ngồi á, lấy cái đôi bát, cái bát đôi đũa để nguyên cái chỗ ngồi của họ. Cả nhà cùng ăn, ăn bình thường. Đấy, đấy là một phương pháp. Còn một phương pháp là gì? Mang lên trên á, cái ban thờ để cúng. Ban thờ thần linh gia tiên nhà mình để cúng. Còn nếu mà để ngoài nhà xác thì phải gì? Lúc nào các cụ ngày xưa nói là có bát cơm quả trứng để đó. Nếu người theo Phật chúng ta không muốn cúng quả trứng thì chúng ta làm củ khoai gì? Làm củ khoai tây, chúng ta luộc lên nó tròn tròn giống như quả trứng mà. Đấy, đây là cái phương tiện đấy. Ở ngoài đời thì họ cúng bát cơm quả trứng. Thì trong đạo chúng ta thì làm, các Phật tử thì làm bát cơm, luộc củ khoai tây lên. Để vào đấy, nó giống như quả trứng ấy mà. Đấy thế, gọi là có. Để cho gì? Mọi người họ không cơ hiểm, nó hoan hỷ. Đấy là phương pháp gì? Để cho an tâm cho người sống. Và người chết cũng gì? Cũng không bị lạnh lẽo, không bị chạnh lòng vậy. Nên làm cái đó.